Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 23. Ở bài học này thì các con sẽ học một ký hiệu mới trong âm nhạc là The Natural Sign, nghĩa là dấu bình. Chúng ta đã học về dấu thăng, dấu dáng rồi và bây giờ chúng ta học thêm một ký hiệu nữa là dấu bình nhé. Và tiếng Việt thì có thể gọi là dấu hoàn hoặc dấu bình hoặc dấu tự nhiên, tức là có ba cách gọi khác nhau. Thì các con cũng được cô giới thiệu như vậy để chúng mình không bỡ ngỡ với những tên gọi khác nhé. Và ở bài Once Upon a Time này thì chúng ta sẽ luyện hai tay đồng thời với nhau. Có một điểm đó là bài này xuất hiện khá nhiều các dấu hóa bất thường, đó là dấu thăng, dấu bình. Thì khi dấu hóa bất thường xuất hiện ở ô nhịp nào thì chúng ta sẽ chơi riêng ô nhịp đấy có cái dấu hóa đó thôi. Còn sang ô nhịp khác thì ví dụ ở đây có dấu bình xuất hiện thì mình sẽ chơi trở về bình thường. Tuy nhiên đối với những bài khác mà nếu ở sang ô nhịp tiếp theo mà người ta không ghi dấu bình thì chúng ta vẫn chơi bình thường thôi. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì dấu hóa chỉ có giá trị với một ô nhịp đối với các dấu hóa bất thường nhé. Còn nếu như dấu hóa được viết ở ngoài khóa biểu, ở đầu dòng ấy, thì chúng ta mới chơi các dấu hóa đó trong toàn bộ tác phẩm. Bây giờ cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc ở khóa son. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. Nhịp 3-4 là nhịp có 3 phách. Như vậy cô sẽ đếm đều 3 phách đầu tiên và cô bắt đầu đọc. 1, 2, 3. Mi, 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 son, 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 fa, 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 re, hai, ba. Mi, 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 son, 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 fa, mi, re, son, hai, fa, mi, fa, mi, son, 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 fa, mi, fa, re, hai, ba. Mi, đô, mi, son, 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 fa, mi, re, đô. Ở phần màu vàng được viết ở đây á, là ký hiệu tự nhiên sẽ làm hủy đi ảnh hưởng của dấu thăng và dấu dáng. Thì đó là chính là những phần mà mình lưu ý để mình áp dụng thêm cho những bài học sau nữa, chứ không chỉ là riêng bài học này nhé. Nên các con cần nhớ được ý nghĩa của nó. Và tiếp theo thì cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc ở khóa pha. Những nốt trắng chấm thì có giá trị ngân dài 3 phách, nên chúng ta sẽ đọc ngân và chúng ta đập thêm 2 phách nữa nhé. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp và cô sẽ đọc khóa pha. 1, 2, 3. Đô 2, 3. Mi 2, 3. Rê 2, 3. Son 2, 3. Đô 2, 3. Mi 2, 3. Rê mi fa. Son 2, 3. Đô 2, 3. Mi 2, 3. Rê 2, 3. Son 2, 3. Đô 2, 3. Mi 2, 3. Rê son fa mi 2, 3. Đó là phần nốt nhạc của khóa pha. Thì ở phần tay trái này có một dấu này. Thì như vậy với vị trí này các con sẽ chơi phím pha thăng nhé. Đó là phần cô hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc đối với khóa son và khóa pha của bản nhạc này. Và tiếp theo thì cô sẽ làm mẫu cho các con nhìn ở trên phím đàn. Các con cùng quan sát nhé.
Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con phần khóa son trước. Chúng ta sẽ đặt vị trí đô trung tâm với vị trí đô, rê, mi, pha son. Và chúng ta sẽ bắt đầu với tay phải trước như sau này. 1, 2, 3. Mi, 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 son, 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 fa. Sau đây cô sẽ chơi phần tay trái ở vị trí thấp hơn đô trung tâm. Chúng ta sẽ đặt ngón năm ở vị trí đô này. Và chúng ta sẽ bắt đầu 1, 2, 3. Đô 2, 3. Mi 2, 3. Rê 2, 3. Son 2, 3. Đô 2, 3. Mi. Và bây giờ các con quan sát cô chơi ghép hai tay này. Tay phải và tay trái sẽ chơi cùng một lúc với nhau. Nốt mi ở tay phải sẽ khớp với nốt đô của tay trái. Bản nhạc này hơi khó một chút. Các con kiên nhẫn luyện thuần thục từng tay ghép hai tay nhé. 1, 2, 3. Bây giờ thì các con cùng nghe cô chơi với nhạc beat chậm và nhanh của bản nhạc này nhé. Và khi chúng ta luyện tập thì ngoài việc là chúng ta chơi được các nốt nhạc, chúng ta phải lưu ý là chơi được đều nhịp này. Rồi khi nào chúng ta chơi được đều nhịp chậm thì chúng ta tăng lên đều nhịp nhanh. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ hoàn thiện bài bằng cách là các con luyện tập cùng với nhạc beat nhé. 2, 3, 1, 2, 3. Thank you.
phần beat với tốc độ nhanh. 1, 2, 3. Vân vừa hướng dẫn xong cho các con bài trang số 24. Các con cùng luyện tập bản nhạc này nhé. Chúc các con chơi bản nhạc này thật tốt. Tạm biệt các con.